Vâng, vừa rồi là cái hình ảnh của cái dòng ống nhòm Alkenda 12x60 này. Đấy, các bác vừa nhìn thấy hình ảnh thực tế từ cái ống nhòm mà em vừa quay ra cho các bác xem. Mặc dù là nó hơi rung, các bác cũng thông cảm một chút nhá. Em cầm máy quay và một tay cầm cái ống nhòm này nó sẽ hơi rung một chút, thì các bác thông cảm về cái hình ảnh nó sẽ khó nhìn. Thế nhưng các bác qua một cái đoạn video ngắn đấy, các bác có thể nhìn thấy cái ống kính của ống nhòm Alkenda nó mang lại cái hình ảnh sắc nét như thế nào. Còn về hai cái dòng ống nhòm này, thực ra thì nó chỉ chênh lệch nhau một chút giá và một chút thông số thôi. Thế nhưng mà tùy các bác lựa chọn, chẳng hạn như cái dòng ống nhòm Alkenda này thì cái nhược điểm của nó sẽ là hơi to. Đấy, nhiều bác chê là hơi to. Thế nhưng nó lại có cái ưu điểm, chính vì cái to đấy, khi các bác cầm, các bác soi thì nó có độ nặng. Đấy, mặc dù nó sẽ hơi nặng, thật ra thì nặng nó không đáng kể, nó chỉ hơn 1 kg thôi. Thế nhưng mà khi các bác cầm, các bác soi thì nó có độ nặng, nó sẽ đỡ bị rung, nó lấy lại hình ảnh nét nhất, nó không bị rung nhiều. Đấy, đấy lại là cái ưu điểm của nó. Thì tùy các bác có thể mua cái dòng ống nhòm Alkenda này, hoặc cái dòng ống nhòm như là Acoma dòng mới 2019. Thì các bác có thể lựa chọn cho mình một trong hai cái dòng ống nhòm đấy. Và cách thức giao dịch thì shop sẽ xin nói ở phần sau của cái clip này. Mong rằng các bác xem, cố xem hết cái video, bởi vì shop sẽ test thử cả hai cái dòng ống nhòm Alkenda và Coma cho các bác nhìn cái hình ảnh thực tế nhất. Đấy, tiếp tục vừa rồi đó cũng là một cái hình ảnh cực kỳ là nét, với cùng một cái góc độ nhìn hình ảnh như các bác có thể nhìn thấy, nhưng mà với cái dòng ống nhòm mới Coma thì các bác cũng vừa được thưởng thức qua cái ống kính của ống nhòm Coma này. Thì đây là hai cái dòng ống nhòm mà đang bán chạy nhất hiện nay. Đấy, để so sánh thêm và tìm hiểu thêm thì các bác có thể ấn vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình, và ấn vào cái phần video của shop. Shop đã giới thiệu và test thử cái dòng ống nhòm này rất chi là nhiều, và rất mong khi các bác xem đến video clip này, các bác hãy đón nhận những cái dòng ống nhòm mới này, vừa mới vừa chất lượng mới, và hàng bao giờ mới ra nó cũng là hàng tiêu chuẩn, nên là các bác hãy tìm hiểu kỹ. Và khi muốn tham khảo cái dòng ống nhòm thì alo. Hôm nay tiếp thì đến shop shop nhé. xin giới thiệu các bác về hai cái dòng ống nhòm mà đang làm mưa làm gió trên thị trường. Hai cái dòng ống nhòm mà cực kỳ là nét, so với giá thành và chất lượng của nó thì nó ngang nhau. Đấy, hai cái dòng ống nhòm này thực ra bên shop đang bán rất chi là chạy và lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm. Với cái dòng ống nhòm Coma này thì là cái dòng ống nhòm mới nhất 2019 này, 2018 thì chưa có nhé các bác nhé. Còn cái dòng ống nhòm Alkenda này thì năm 2018 đã có rồi và được các bác ưu ái, các bác lựa chọn rất chi là nhiều. Đấy, hàng năm ngoái thì thật sự không nói dối các bác một lửa lời, năm ngoái không có hàng mà bán, riêng cái hàng Alkenda này. Đấy, và sang năm nay thì hàng cũng đỡ khan hiếm hơn, và cũng gần đến cái mùa ong thôi, nên là các bác đang đi tìm cho mình một cái những chiếc ống nhòm như thế này. Đấy, và nếu nếu mà để vào chính vụ ong thì chắc là những chiếc ống nhòm này sẽ cung cấp cho các bác không đủ nếu như hàng mà không dồi dào. Đấy, đây là cái dòng ống nhòm Alkenda, còn cái dòng ống nhòm này dòng Coma. Hai cái dòng này thì là cái thông số nó không chênh lệch nhau là mấy, thế nhưng mà về hình ảnh thì cực kỳ là nét. Đây là cái dòng ống nhòm Coma, các bác có thể nhìn thấy này. Về kích thước sẽ nhỏ hơn Alkenda. Về thông số thì các bác có thể nhìn thấy đây, thông số của cái này là 20x50, còn thông số của Alkenda sẽ là 12x60. Đấy, tùy các bác sử dụng thông số cần cao hay là như thế nào thì các bác cứ chọn lựa cho mình một trong hai cái dòng ống nhòm này. Và trong cái clip này thì shop đã test thử cho các bác xem. Đấy là cái điều đầu tiên. Và thứ hai thì các bác có thể chỉnh sửa cái ống nhòm này khi các bác nhận hàng nhé các bác nhé. Các bác nhận hàng, các bác được test thử thì các bác cứ test. Và các bác nhớ chỉnh tiêu cự ở cái phần trục xoay ở giữa đây giúp shop. Đấy, các bác nhận hàng, các bác ưng ý thì các bác phải trả tiền. Thế nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Cách thức giao dịch thì cực kỳ là dễ, các bác không phải đặt cọc cạch gì cả. Các bác chỉ việc alo tới shop đặt hàng, cho shop địa chỉ và số điện thoại thường xuyên liên lạc nhất của các bác, và bưu điện người ta sẽ cầm hàng đến tận nhà cho các bác. Khi các bác nhận hàng, các bác được mở hàng ra, được khui hàng ra, kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Hàng ok thì các bác thanh toán cho người mang hàng đến giúp shop. Đấy là cách thức giao dịch. Đấy, rất cảm ơn các bác khi các bác xem video. Khi các bác xem video thì các bác nhớ ấn like, chia sẻ kênh, hoặc nhớ ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình nhé. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi video này.